Tiếp theo diễn biến của bộ phim Thần Mộ. Sau khi thần nam được Sở Ngọc đưa tới Phục Kỵ Sĩ thì điều khiến hắn ngạc nhiên chính là tượng của Đạm Đài Tuyền đang cầm Hậu Nghệ Cung. Vì quá sốc, chuyện này sao có thể xảy ra được? Sở Ngọc lại cứ tưởng hắn nhìn Đạm Đài tiên tử tuyệt sắc vô song tới ngu người. Nghe thần nam lỡ miệng gọi thẳng tục danh của Đạm Đài Tuyền nên lập tức bị Sở Ngọc dạy dỗ. Lần hai là không được gọi tên húy của tiên tử, như vậy là đại bất kính. Thần nam thắc mắc, Đạm Đài Tuyền là người của một vạn năm trước, mà tại sao đến bây giờ mọi người vẫn nhớ được nàng ta? Sở Ngọc cho biết vào 1.000 năm trước, Đạm Đài tiên tử từng giáng lâm Đông Trừ Quốc và ban tặng Hậu Nghệ Cung. Kể từ đó, mọi người mới nhớ tới Đạm Đài Tuyền. Đã trôi qua cả 1.000 năm rồi, thần nam cứ tưởng rằng mình đã quên được quá khứ, nhưng từng chút một trong quá khứ vẫn cứ hiện lên trước mắt hắn. Hắn đang quay trở về ngày tỉ thí với Đạm Đài Tuyền, khoảnh khắc đập tay hẹn ước ngày tái chiến ngay sau khi thần nam tu luyện trở về. Một vạn năm đã trôi qua mà bây giờ Đạm Đài Tuyền và hắn lại là một tiên, một phàm. E rằng phải đợi tới khi thần nam tu luyện thành tiên thì mới có thể gặp lại nàng ta hỏi rõ chuyện trước kia. Sơ Ngọc nghe thấy hắn nói chuyện quyết tâm tu luyện thành tâm, liền cười lăn cười bò chế giễu. Hắn bây giờ đã mất hết công lực, cho dù có khôi phục lại được công lực thì cũng chỉ là nhất giai cảnh giới mà thôi, đúng là nằm mơ. Chưa kịp nói hết câu mà nhìn mặt thần nam có vẻ căng quá, nên Sơ Ngọc lảng tránh sang chuyện khác. Hai người họ lại tiếp tục leo lên đỉnh núi Phù Kỵ Sĩ. Dọc đường đi có rất nhiều ma pháp sư đang tu luyện, họ xâm xì qua lại gã đàn ông đi sau Sơ Ngọc là ai, mai trông lạ thế. Hắn không có công lực và cũng không có tuyệt kỹ gì, vậy nhưng biết cách lấy lòng Sơ Ngọc công chúa mới được bệ hạ cho gia nhập làm kỵ sĩ. Nàng ta dẫn hắn tới biệt phủ để hắn tá túc ở lại và dặn dò không được để cho ai biết hắn đã từng sử dụng Hậu Nghệ Cung. Vừa dứt câu thì tự dưng xuất hiện ở đầu hai tên thuộc họ đang bị một người đàn ông cưỡi sông rượt đuổi truy sát. Một tên không may đã bị trâu tổ tiên, tên còn lại thấy sợ hãi nên quỳ xuống van xin chủ nhân tha mạng. Vậy nhưng hắn không quan tâm mà vung đao xuống tay. Sở Ngọc thấy vậy liền xông tới giải cứu. Tên thanh niên cưỡi rồng chính là Tư Mã Lăng Không. Hắn tàn nhẫn tới mức coi sinh mạng của nô lệ như cỏ rác, được làm điểm tâm cho thôn thiên của hắn là vinh hạnh của chúng. Sở Ngọc không chịu được cái tính hống hách đó nên đã chửi hắn là một tên khốn. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ khôi ngô tuấn tú, vậy nhưng bên trong đó là một tên hách dịch. Sở Ngọc càng giữ thì lại càng thu hút khiến hắn càng thích hơn. Tư Mã Lăng Không liền để mắt tới thần nam. Hắn chê cười thần nam là một tên èo lả thôn phu ở trên núi mà cũng xứng đáng đến hoàng cung để ăn bám ư. Sở Ngọc thấy hắn nói vậy cũng không chịu thua, nàng ta liền làm bộ dạng thân mật với thần nam rồi chê giễu hắn, có khi là không đánh lại nam chính. Bị Sở Ngọc đụng tới lòng tự trọng, hắn liền tức điên đến không chịu được. Thấy không có gì để bới móc, Tư Mã Lăng Không liền đem chuyện giữa mình và Sở Ngọc đã có hôn ước nói ra. Bây giờ nàng ta lại lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác, như thế thì đúng là làm nhục mặt hoàng thất. Tư Mã Lăng Không bước lại định nắm tay Sở Ngọc lôi đi, vậy nhưng thần nam đã kịp thời nắm tay lại. Hắn điên tiết định tần cho thần nam mồi trận, lên bờ xuống ruộng. Vậy nhưng Sở Ngọc nhanh trí nói, phù kỵ sĩ cấm đánh nhau nên hắn mới thu hồi công lực lại. Tư Mã Lăng Không tức tới tím mặt, hắn tiếp tục đấu võ mồm chê thần nam trốn sau lưng phụ nữ thì có đáng mặt nam nhi hay không. Thần nam quyết không nhịn nữa, cũng lên tiếng đáp trả lại. Sở Ngọc và Đông Đông phù họa. Đột nhiên, hắn chú ý tới Đông Đông nên ra giá mua con rồng này, vậy nhưng thần nam lại không bán, cho dù Tư Mã Lăng Không có trai nhiều hơn đi chẳng nữa. Tư Mã Lăng Không đưa tay ra nịnh nọt Đông Đông về với hắn, vậy nhưng không được. Quá tức giận, hắn liền bóp cổ con rồng cứng đầu này, kết quả là bị Đông Đông cắn một miếng thịt. Tại đây thì gã cũng điên tiết hất văng Đông Đông ra xa khiến nó nằm bất tỉnh nhân sự. Hắn cảnh cáo, nếu thần nam không tránh xa Sở Ngọc thì lần sau hắn sẽ đích thân dạy dỗ anh môi trận dài trò. Trước mặt Sở Ngọc mà Tư Mã Lăng Không dám hỗn láo như vậy, hắn liền giải thích mình chân thành với nàng, vậy nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm giây phút nào nữa. Hắn cáo lui xin hồng khắc tới cầu kiến rồi cưỡi rồng quay về. Đêm trăng tròn hôm đó, Tư Mã Lăng Không ở trong tầm cung tức giận đến nỗi ném phá đồ đạc lung tung. Bản thân hắn uy vũ bất phàm như vậy mà Sở Ngọc lại đi thích một tên phế vật ở trên núi. Hắn mà có cơ hội nhất định sẽ làm thịt thần nam để làm đồ ăn cho thôn thiền. Hắn sai ngụy quản gia đi lấy thêm vò rượu mới. Ngụy quản gia ra ngoài lại sai một tên khác đi lấy. Lão vừa quay đi thì thấy thần nam đã đánh cho tên tiểu nhị đó một trận nằm ngã lăn lóc. Tư Mã Lăng Không thấy ngụy quản gia đi lấy vò rượu mãi vẫn chưa thấy về nên vô cùng sốt ruột. Sau khi trở lại phòng thì đã thấy vài vò rượu cùng mồi nhắm bày sẵn ở trên bàn rồi. Hắn tu một hớp rượu liền ói ra. Ngồi xuống ghế thì ghế gãy tàn nát. Tất cả những chuyện chơi xấu này đều do thần nam giở trò. Ở bên tầm cung của Sở Ngọc, Đông Đông đang được ăn đùi gà no căng bụng. Nó chợt nhìn thấy trên giường của Sở Ngọc có một con gấu bông màu hồng trông rất xinh. Nó thích thú chạy tới đó. Đông Đông muốn đêm nay được ngủ cùng với nàng ta. Vì niệm tình nó đang bị thương nên Sở Ngọc đành cho phép nó ngủ chung một lần.
con gấu bông đó là quà mà sư phụ tặng cho Sa Ngọc hồi nhỏ nên không thể cho Đồng Đồng được. Nghe vậy nó liền ra tuyệt chiêu lời cuốn sự dễ thương thuyết phục. Sa Ngọc chỉ đành cho mượn chơi một lúc, vậy nhưng phải chơi ở đây và không được phép mang đi đâu hết. Nhân cơ hội này, Sa Ngọc dụ dỗ Đồng Đồng ở lại tầm điện của nàng ta mấy hôm liền. Có đồ ăn ngon, có đồ chơi tốt còn hơn chỗ ở của thần Nam, và thế là nó liền nhẹ dạ đồng ý ngay. Trôi qua một đêm thăm dò, thần Nam đại khái cũng biết được bố cục chủ yếu của hoàng cung Đồng Trử. Nhưng tầng thư các lại canh giữ rất nghiêm ngặt. Muốn tự mình lèn vào trong thì rất khó, nên đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Sa Ngọc. Hắn vừa mới nhắc, thì Sa Ngọc xuất hiện liền, nàng ta cùng với tỷ tỷ đi tới, mục đích là giúp hắn khôi phục lại công lực. Điều không ngờ là lúc hắn cất tấm bản đồ lại bị trưởng công chúa để mắt tới. Hắn giải thích, do đêm qua khó ngủ nên nhã hứng tiện tay vẽ tranh để giết thời gian. Sa Ngọc tò mò lấy một cuộn giấy đang để trong bình gốm mở ra xem. Sau khi mở ra, nàng ta hết hồn và bật ngửa. Cứ tưởng thần Nam vẽ đẹp lắm, ai ngờ lại xấu tới như vậy. Hắn ta nhanh chóng di chuyển đánh chào mấy cuộn giấy lại với nhau. Sau đó rút ra một cuộn giấy làm mẫu vẽ để so với bản vẽ mà Sa Ngọc đang cầm nhằm tránh sự nghi ngờ của trưởng công chúa. Như đã hứa, trưởng công chúa sẽ giúp thần Nam chữa trị hồi phục công lực. Nàng ta bắt hắn cởi áo ngoài ra để châm huyệt. Hắn ta vừa đau vừa ngứa, vậy nhưng cũng phải cố nhịn nếu không sẽ bị bại lộ. Trưởng công chúa hỏi thần Nam có cảm nhận được nội lực trào ra từ đan điền hay không, thì hắn bảo không cảm nhận được gì hết. Thầy vẫn chưa kích thích đủ mạnh, nên nàng ta rút một cây kim châm to hơn để châm huyệt cho thần Nam. Hắn ta sợ xanh mặt, liền làng tránh sang chuyện đổi sang đại phủ khóc. Vì trưởng công chúa còn chưa xuất giá mà lại ở trong phòng hắn thế này, e là sẽ không ổn lắm. Vậy nhưng nàng ta đã quyết tâm gì sẽ chữa cho bằng được. Ngay từ nhỏ, trưởng công chúa đã được chọn làm thánh nữ nhập đạo tu luyện, đã đoạt tuyệt tình ái từ lâu. Đời thánh nữ chỉ cần trung thành với Đồng Trử quốc, không được kết hôn. Nàng hơ nóng cây kim châm trên ngọn đèn cầy. Nhân lúc thần Nam đang mất tập trung, trưởng công chúa liền nhanh tay rút kim đâm vào huyệt của hắn. Qua đó khiến hắn hét lên vang dội đất trời, may là công lực vẫn chưa bị bại lộ. Sa Ngọc chạy lại hỏi thăm xem có tiến triển hơn không, thì hắn tỏ ra vẻ ủ rũ não nề. Trên miệng luôn muốn bảo đến tàng thư các cho khuây khỏa. Trưởng công chúa nghe Sa Ngọc kể chuyện hắn biết am hiểu văn tự cổ, vậy nhưng lại không biết một chút gì về văn tự hiện đại liền thấy lạ. Không biết văn đoạn từ thì sẽ có nhiều điểm bất tiện, mà muốn hòa nhập vào thời đại này thì vẫn nên biết đọc văn tự hiện đại. Sa Ngọc liền đề nghị sẽ dạy chữ cho thần Nam. Nàng ta không muốn có một bằng hữu rốt đâu. Buổi sáng chỉ thường cho hắn, buổi chiều Sa Ngọc sẽ dạy thần Nam học chữ. Tưởng như vậy là xong, hắn liền cúi đầu cảm ơn Sa Ngọc để nhanh chóng đi tới tàng thư các, vậy nhưng lại bị cấm không được rời khỏi phủ kỵ sĩ. Cứ như vậy, mỗi buổi sáng thần Nam đều được ngâm mình trong bồn nước tắm, châm huyệt tới nỗi hắn ngán cái mùi hương đó rồi. Thấy chữ chỉ mãi vẫn không có tiến triển gì, thần Nam giả vờ nói làm người thường cũng không sao cả, thì trưởng công chúa liền phản ứng lại. Hắn ta thấy vậy cũng bày tỏ quan điểm. Hắn cảm thấy thời gian này, nàng ta đã quá quan tâm tới tình trạng của hắn rồi thì phải. Rốt cuộc là mục đích gì đây? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé! Còn video này tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại!